hai nó to ra cái căn vòi ra là nước nó dưới rồi to với cái căn vòi giờ muốn của gì thì bắt buộc phải ăn luôn cái bộ này thì nó đi cực cái gì ăn bên lần là bên này ngon cái bơm ha. Nhà nó vậy, bây giờ mình sẽ mở hơi nóng nè. Nhưng bên này bên lần có cái máy bơm nên nó đỡ hơn nhiều so với. Hello mọi người, mình là Điện Nước Thiên Phát đây. Hôm nay mình đi lắp bơm tăng áp ha, hai con bơm tăng áp của công nghệ của Nhật Bản ha. Bơm này là bơm điện tử. Mình vừa mới cui thùng luôn đó. Thì cái dòng bơm này là xài cho năng lượng mặt trời và nước lạnh là ok, tại vì cái bơm này chịu nhiệt rất là tốt. Nó sơ qua một chỗ mình lắp ha. Hiện tại đây là mình đang ở khu dân cư của Dị An Bình Dương, ngay khu công nghiệp Sóng Thần ha. Bên kia là khu công nghiệp Việt Nam Singapore. Đây là dãy nhà cho khu người Tàu Đài Loan giờ đó không biết. Hiện tại thì nước rò rỉ rất là nhiều bên kia ha. Ở đây thì chỉ có một nhà duy nhất là xài bơm áp. Nhưng mà con bơm áp này là con bơm cơ ha. Mở CV lên nó sẽ chạy liên tục luôn. Với lại cái thứ hai là người ta phải che, phải kê xốp nè. Che thì không nói, che là một phần che, bắt buộc che không che không được. Cái thứ hai là phải che kê xốp này, kê dạ này. Kê rất là nhiều thứ cho nó không bị rung ở dưới nhà. Tại vì cái dòng cơ này chạy nó rất là ồn. Thì bơm của mình là dòng bơm điện tử. Còn sử dụng công nghệ của Nhật Bản. Nếu mà bên mình cung cấp và lắp đặt thì bảo hành 2 năm. Nó sử dụng cho nước nóng được, chịu cho năng lượng nước nóng, năng lượng mặt trời ha. Khoảng 100 độ C là bình thường. Cái thứ hai là nó chạy rất là êm, không có kêu tật như những cái dòng cơ khác. Những dòng cơ khác như của Anna hay là Milo hay là cái gì đó thì nó kêu rất là ổn ha. Đa số là mọi người toàn là hay không? Thay về xong rồi kêu mình qua đổi máy à. Bây giờ mình lắp, mình xuống mình tư vấn là mình lắp hai con này luôn. Đó, mình sẽ lắp một con cho một con là cái bồn năng lượng đại thần này. Đây, cái bồn năng lượng đại thần này. Hiện tại thì ở đây là không biết bình nước đi như nào ha, cho nên mình chỉ lắp bên này bồn nước nóng năng lượng đại thần và bồn xuống nước lạnh của bên này thôi. Thì hiện tại dưới nhà nước xuống rất là yếu. Người ta về đi làm, mấy người Đài Loan đi về làm về không có tắm rửa nước nó không có sạch, không có được mình chứ. Không có được mình cho lắm, cho nên nó có than trời than đất. Đây là chỗ mình làm việc thôi. Hiện tại bây giờ là 12:11 11:40 ha. Mình sẽ gắn hai con bơm. Tất cả những mình làm là đồ hàn nóng nhiệt ha, máy hàn nhiệt, tắc co, đồ nối ha, đầy đủ hết ha. Ba lô đồ nước nóng, một ba lô đồ nước lạnh, hai con bơm tăng áp điện tử. Bơm này bên mình nói là bảo hành 2 năm nha. Hiện tại là mình đang đứng trên lầu 3, lầu 4. Tức là trên nóc là 4 lầu ha. Bên kia là chợ Thuần Phát của Dị An Bình Dương à. Khu này khu dân cư Việt Nam Singapore. Nghe nó kêu vậy thôi. Ok, cái tiểu sơ của mọi người thôi, bây giờ mình sẽ lắp đặt thôi. Dừng lại ta, yêu được không, yêu được không. Đây là hai con bơm của mình. Bơm này thì bên mình nè. Đây, con bơm này là 200W nha mọi người. Nó sử dụng 4 lầu thì mình gắn 200W cho nó. Ở đây là đường hút vô à. Đây đường hút vô. Đường hút vô của nó là có cái lọc bằng inox ha. Đó, cái lọc bằng inox. Nó không có xài cái van một chiều
như những dòng cơ khác. Như dòng cơ khác là ở đây nó có cái một cái tấm lá này ra một chiều ha, nhưng ở đây nó xài bằng điện tử luôn. Khi mà mất điện á thì cái này nó sẽ nhả ra, nó sẽ không hút nữa, nó sẽ không cạn áp nữa, là nước có thể từ chạy xuống nhà. Còn khi có điện nó sẽ bắt đầu máy chạy á, nó sẽ nén. Khi mà máy chạy rồi đúng không, máy chạy đủ áp rồi mà người ta không xài, nó stop thì cái này hoạt động, cái này nó sẽ đóng lại và không cho nước chạy ngược về bồn. Đó, nó hay là như vậy. Còn khi mà mất điện một phát là nó sẽ hít lên, nó sẽ nhả ra một phát là mất điện luôn, là cái này coi như không có làm việc nữa, nó sẽ rớt cái cục 500 xuống là nước nó chảy qua bình thường, rất là mạnh ha. Ở đây là đầu vô bằng cái nóc hết đây, toàn bộ máy là bằng thép không vị ha, cái này cũng bằng thép không vị hết, cái này bằng cái nóc chống rỉ ha. Đây là hai đầu vô và đầu ra. Đó, bơm này là bơm tăng áp điện tử nha. Chạy mình đảm bảo với mọi người á là chạy á là nó sẽ không bao giờ nó kêu thật thật đâu. Theo kinh nghiệm của cha thuyền con nối thì đường này là đường cấp xuống này ha, cấp xuống này. Còn cái đoạn này thông hơi, hình như thông hơi này mới à, mới nghe này. À, cái trên này sẽ gắn cái rơ le để đốt nhiệt, cái đốt nhiệt để cho hỗ trợ cho bình năng lượng ha. Thì mình sẽ làm xuống đây, đường xuống đây thì mình sẽ có một cái phần khóa ở đây. Khóa ở đây bây giờ mình sẽ câu cái đường xuống này vô chỗ này, vô chỗ này cũng hết không? Đó, ha. À, xuống rồi mình trên đường khi mình cấp xuống rồi, ok. Máy nó để ngoài trời thoải mái nha mọi người, cho nên không phải yên tâm cho mình đâu. Che chứ.
Rồi hiện tại mình đã lắp xong rồi ha, nắng quá. Nắng quá nắng luôn. Giờ là 12 giờ trưa. Hồi nãy mình nói sai, kỹ thuật lên chỉ lại là mình sẽ lắp một con nóng nửa cho bên Hatsun. Hatsun này. Và mình cũng đang thắc mắc là cái bồn nước này không mấy thằng nào lắp. Mà khi mà con bơm áp bên kia chảy á, bơm áp bên đó chảy á thì nước này nó bơm rất là mạnh. Đó, và khi mà bơm nó tắt thì nước này nó hết chạy luôn. Và hiện tại dưới nhà mình là đã khóa đồng hồ rồi, mình chặn hết thì nó, tức là nó lấy nước từ bồn, từ chân bồn này. Đó, lấy xuống đẩy lên nó hút đi ngược, không biết đẩy sao mình cái nó kỹ thuật trước nó làm không biết nó không có rồi. Đó, bây giờ mình chỉ làm việc của mình là gắn hai bơm nước nóng cho bình nóng là mặt trời thôi. Bây giờ mình sẽ tìm cái đường xuống. Đường này vậy đúng rồi. Của bên này. Vất vả làm thì làm chung mà. Ok. Rồi ok, mình sẽ gắn thêm một con nước nóng ở chỗ ngay chỗ đường xuống này nha. Mình luôn, tại vì ở đây nhà này là hai căn, hai bình năng lượng. Ok, ok, nắng quá. Cho mọi người xem cái đồng hồ, xem mấy giờ rồi. Má thật tình. Tiếp tục thôi. Con kia. Mình sẽ bắn đầu răng cho tiếp. Này 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 em gì ơi, yêu được không, yêu được không? Trọng lượng của cái con máy này nó rất là nặng so với cái dòng mà của Vana hoặc là dòng kia thì nó chỉ bằng một phần tư con này thôi. Con này một tay mình xách là không có nổi đâu nha, phải hai tay. Thứ nhất là nó là thép không gỉ ha, để ngoài trời ngoài mưa được. Thứ hai nữa nó là di động 100%. Bên mình dám bảo hành như vậy là 2 năm cho một con máy này. Tháng đầu tiên mà lỗi là đổi mới luôn, không có sửa chữa. Đúng không Cẩn? Đúng không? Đúng rồi ông ơi, bên kia đường xuống ở bên này á, nhà dài hai bên năng lượng đấy. Do cái đầu răng này là đầu răng 25, 25 hay còn gọi là 27, thường thường mình gọi là 27 ha, nước đóng gọi là 25. Thay vì mua cái này là 34 ha, thì mình sẽ nó sẽ mắc tiền thì mua cái này và kèm theo cái đầu như vậy. Cả đá như vậy thì nó sẽ rẻ hơn. Ừ. CV đó. Ba ơi, hiện tại mình đang xả nước nóng à, nước nóng cực khủng nóng luôn. Xả ra thì mình đấu máy nước nóng. Còn gì nữa? Nước sôi hiện tại là phải 100 độ đấy mọi người ạ. Và khi mà nước sôi đó nó xả hết thì mình mới gắn được máy ha. We'll be right back.
Ok, mình xong rồi ha. Hiện tại là máy đang chạy này. Máy chạy rất là êm, mình không có nghe cái tật tật hay kêu cái gì đâu ha. Máy chạy rất là êm luôn, mình đưa cái máy vào nó thì nói chung bây giờ dưới nhà là cái tầng ở phía dưới á là người ta bình thường ha, không có sao cả. Ok. Người ta không nghe gì luôn. Còn hiện tại mình nghe là nghe nước bên này chạy. Đó, nước lên bồn kia. Đây là máy bơm đang chạy mà nó êm, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là bên này. Sau cái con này thì người ta thì nó sẽ kêu rất là ồn. Đây. Đây rất là êm. Em tuyệt vời luôn, mình phải gọi là dòng này chạy cực êm, độ bền cực cao. Dám bảo hành cho mọi người 2 năm tháng đầu mà là bị gì là lỗi là đổi. Êm chứ, không có kia tật 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 như cái kiểu dòng bơm cơ đâu. Tất cả là bằng thép không gỉ hết à. Mọi người có thể để ngoài trời rồi thoải mái. Công việc như mình là xong, bây giờ mình sẽ trước là mình sẽ đi xuống dưới mình test nước cho mọi người coi nước nóng ra như nào. Bây giờ mình chỉ lắp hai con áp này cho hai cái bình nước nóng thôi ha. Còn bình nước lạnh là mình không có lắp. Đó, nước lạnh là hồi sáng mà mình lên nó coi số bù quá. Thực ra nước lạnh người ta lắp rồi. Người ta lắp con kia ha. Ok, bây giờ mình sẽ xài như vậy thôi. Xong rồi bây giờ mình chuẩn bị gom đồ ha, chuẩn bị xuống dưới thì tát nước cho mọi người thôi ha. Nước mình xài là máy bơm này cho nước nóng thôi nha ha. Hai con bơm áp điện tử cho nước nóng thôi. Máy này xài nước nóng thì bao la thoải mái luôn, bao xài luôn. Đây. Trên này gió quá. Nó toàn là nhà mà kiểu thiết kế để cho Đài Loan ở cho nên nó làm ẩu thật đấy. Trên này ống nước đổ lum la luôn. Thôi để trên này nắng quá. Đi xuống này, hai con máy để hai bên năng lượng đó ha. Bây giờ mình sẽ xuống dưới. Con đường xuống rất là nguy hiểm. Sao? Bên kia là vừa đốt sạch. Quay được không? Ở đâu? Ở đây là lần tờ tầng trệt. Tầng chân thương. Đây. Đúng rồi. Có. Đây, nóng mình. Đây, nước nóng rồi. Trong rồi, trong. Đây, nước nóng nó xuống rồi. Vô đi, sao đó. Từ từ đi, ủa, sao nóng hết, nóng rồi. Con này cũng bệnh xuống. Nóng như là rồi. Bên này mới nóng này. Quên, sau đây nhầm, bên này mới nóng này. Đây, bên nóng giờ mới xuống này. Người ta gắn bình ngược cho nên mình tưởng là ngược, hiểu không? Còn đối với ngược. Wow, nóng quá. Bên này. Bây giờ mình sẽ thử một sen. Không biết là bên nóng hay bên lạnh đây. Wow, bình nóng nè, cái này là đang nóng này, nước nó bốc hơi, thấy không ta? Áp này là của nước nóng thôi, mình không có gắn nước lạnh được rồi, hơi nóng lên quá rồi. Đấy, hơi nước nóng bốc vào đấy. Quá rồi, mình quá rồi. Mình quá rồi. Giờ lâu này là lâu sáp sân thượng. Ở trên, mấy bơm để trên này thôi ha. Để trên sân thượng này thôi.
kiểm tra cái bên nóng thì nó chạy không, bên nóng nó chạy mình rồi đó. Không nào. Nó sẽ yếu, cái vòi này nó bị tắc rồi. Thay bộ vòi xe sáu thì bao mình. Cái nào? Hai khóa hả? Đang lần chưa thấy nó nóng ra. Từ cái đời sau, từ bên nào không biết được nó nóng bên sau toàn bị ngược không. Bên này nước nóng à? Bên này là nước nóng à? Nóng rồi. Đây là bên lần mạnh hơn bên lần rất là nhiều. Khánh ơi, không có vòi nóng. Giờ cái nước lạnh nó yếu hơn cái nước nóng rồi nha. Thấy không? Cái bên này là bên lạnh này. Bên lạnh. Còn bên này là bên nóng này. Mở ra một phát thì nó chiếm hết mà nóng hết. Nó nặng quá thì không được mà. Đúng rồi. Cái máy bơm nó chỉ đánh cái nóng. Chứ các bạn nó câu chung vào cái nước lạnh. Ví dụ như nếu mà ví dụ chỉ gắn một cái máy bơm y như máy em đang gắn vào đó ấy, là hai cái này nó như nhau thôi. Nó mạnh bằng nhau thôi, nó cùng một công suất, cùng một kích cỡ. Vì giờ lạnh nó lại yếu trở về giống nóng hả? Cái này không chỉ nó có một cái máy bơm rồi, nó dành cho cái bộ bên kia. Ví dụ như những cái chỗ nào của chị mà nó mạnh ấy, là khả năng là những cái đường ấy là nó của cái bộ bên kia đó. Đúng rồi, chính xác. Còn cái bộ bên này nó yếu ấy, thì là khả năng là... Còn cái gắn chỉ có một cái hả? Đúng rồi. Thì hiện tại chúng ta kêu biết sai đó. Thì hai cái đang mạnh thì là ba cái rồi. Mà kêu còn một cái bộ nó không có cái... Sen thì sao? Nước lạnh không chạy phải không? Bên đó bên lạnh bên nóng vậy. Nóng không? Cái bên này á là không có máy bơm.
thì cái máy bơm để bên đây thôi, nhưng nó câu kia hướng bên kia, hiểu không? Đây là một của cái bồn bên kia, hai bồn bồn bên kia mà chỉ mà xài được á, mới xài mình thì nước dơ. Thì lâu rồi nó không có cái bơm á, giờ nó có nó đẩy xuống rồi thôi. Ông mở nước nóng của bên bên cái vòi sen, sen nó vuông đấy các, ông mở lên cho nó lên cái cần. Đây là nước nóng hả? Nước lạnh tắm như vậy thì mới ngon chứ. Giờ hiện tại nó đang, nếu mà đang dùng giờ hiện tại là cái bên này yếu hơn đấy. Đúng rồi. Thì cái bên nóng thì phải để cái bên nhiều hơn đấy. Chúng mình cái chỉnh sao cho nó vừa đủ tắm được. Thì này không như ngày xưa đâu nha. Ngày xưa ví dụ cái bên nóng thì yếu hơn đấy. Không có máy bơm. Bên lạnh không có máy bơm này. Giờ phải để cái bên này nhiều hơn để cho nó trên nước lạnh nhiều hơn để cho đây lần được nóng. Bên lần là bên này có cái bơm ha. Nhà nó vậy, bây giờ mình sẽ mở cái nóng này. Nhưng bên này bên lần có cái bơm nên nó đỡ hơn nhiều so với cái dải bên kia. Dải bên kia không có cái